đấy rồi thì biết. Tôi đi vô rừng đấy tôi cảm nhận bằng cái tai rất rõ rệt luôn này. Tôi mua một cái uông này này là kiểu gì. Sao rồi anh? Thấy rồi. Thấy rồi hả? Tạo thành đường luôn đây này. Chú có cần soi thử không? Đây hướng này này. Vào cái má đồi bên này à? Ừ, cắm vào má đồi phía bên trái của mình. Anh Hương đã phát hiện được hướng ong bay vào được bác. Anh cứ soi kỹ đi, lên đến tận gốc luôn. Mọi khi nó ở má phải của tay mình như này, nhưng hôm nay nó tự nhiên nó sang má trái. Ừ, mới được lần đầu tiên. Nó lại đó. Thích ở bên đấy thì sao? Đấy. Em phát hiện một cái chỗ này có con gì đào đất đấy các bác. Nó vẫn không thấy hang nữa đâu. Hình như là chuột đấy các bác. Bây giờ em sẽ đào thử xem là nó là con gì các bác. Cái hang chuột đấy các bác. Em đào thì thấy nó vào sâu khoảng 1 mét rồi. Chắc là vẫn còn thôi. Đất nó nhiều thế này cơ mà, một đống đất cơ mà. Đào, đào, đào. Cái thuồng chế. Chưa ăn thịt chuột bao giờ đúng không? Chưa. Hôm nay đào cho ăn. Chưa bao giờ ăn thịt chuột bao giờ. Hôm nay đào cho ăn luôn. Anh Hương soi thấy ong nữa là mình đào được chuột là vừa đúng không? Đúng rồi. Này, nướng mày luôn. Này phải mang cuốc đi chứ. Quên đem cuốc. Nó phải đi lấy ong thôi nên là không chuẩn bị. Chuột nó đang la vào. Ôi làng ơi, có người phá nhà tôi. Ôi làng nước ơi. Làng nước ơi, có người phá nhà tôi. Này anh em không mang cuốc thuồng các bác nên là để em sẽ dùng cái cỏ này để em hun. Dạ. Nó chạy ra cái nhỉ, có chuột nướng luôn. Nó tuông hoảng hồn luôn đấy. Chấp cái vườn chuối đẹp ghê luôn. Đẹp như tranh các bác ạ. Có quả không anh Hương xem nào? Nhiều mà, đây có một, đấy có một buồng đấy. Ta lấy luôn, tí ta lấy chuối luôn nhá. Đúng rồi, lấy luôn chuối. Lấy chuối về phơi khô ngâm rượu. Đây là cái cây gần tổ ong này, anh Hương này không phải cái này đâu. Ừ. Đây là cái vị trí mà anh Hương xoay thấy ong bay vào đấy các bác. Ừ, có lẽ là nó không ở cái cây này mà nó ở cái phía trên. Cây bên cạnh thôi. Ướt hết. Cái này mang về trồng được không? Cái này là cái rễ cây hay hoa nhỉ? Cái rễ cây, rễ cây. Rễ cây đẹp quá các bạn ạ. Đẹp thế nhỉ? Có thể dùng như này luôn đấy. Đẹp phết. Cái này là cái rễ cây. Rễ cây. Cái này các bác ạ. Nhưng mà có một điều rất buồn là em thấy có vết đóm ở đây rồi. Không biết là các bác đã nào đã lấy chưa? Ở trong bụi rậm này quá này, rất là khó nhìn trong bụi rậm này này. Giữ màn hình nhé quá. Thì tôi sốt sắng tôi vào xem nhé. Ờ. Bỏ bao lâu ra? Tổ ong này các bác. Quá đẹp luôn. Bây giờ... Nhìn mượt nhỉ? Mượt đấy. Nhìn giống kiểu là mái tóc em ấy. Mái tóc người thương. Ừ, mái tóc người thương. Rồi, làm đi. Cắn cây keo là mình bảo một là ong non đúng không? Có thể là tổ non. Lên lấy khoảng 5 cân này nhá. Ok. Nhiều hơn không lấy đúng không? Nhiều hơn thì em nhường anh luôn.
Lại cái câu đấy. Luôn đấy. Okay. Đây mình phải làm nóng lửa đấy, không là tí không kịp chạy đấy. Đúng rồi. Thế là mà thêm gọn lại. Vâng bạn ơi, mà đóng cái bé thôi mà không cần nhiều, tấp tấp vào đấy nó khoái được. Tổ ong này tương đối thấp các bạn, từ mặt đất lên đến tầm khoảng 5-6 mét thôi. Và nó có rất nhiều cái dây của cái cây cái giang các bác bám lên. Chắc là thế. Cái cây này nói là dễ trèo cũng không phải dễ đâu anh Hương nhỉ. Không dễ đâu. Nó khó trèo, nó rộng quá. Chưa bao giờ em thấy tổ ong nó ở rộng thế này các bác. Nhiều cái dây leo khó trèo. Rất nhiều dây giang. Phải trèo thân cây bên xong là mới sang được này. Bây giờ thấy rồi đấy, ong rậm á. Ở khá rộng các bác. Nhìn không thấy đâu. Nếu mà nhìn không kỹ là không thấy tổ ong nhưng mà được các bác. Tổ ong to đúng không anh? To lắm. To mà em thấy dưới này nhìn thấy thấy cũng khủng lắm. Anh Hương đã chờ cả đến nơi rồi. Ong ra nào. Ong sao hiền thế, không ra luôn. Ra đây, ra đây. Ra rồi, ra đây. Ong ra đây các bác. Nó tung ra đường này luôn anh nhỉ? Tôi ra này luôn chứ, mình nó rậm quá. Nhộng chỉ đẹp cái gì rồi thôi, tháo hết rồi. Tôi sắp đi rồi đấy. Bay ra ngoài hết rồi. Nhìn dài đúng không? Hơn mét đấy. Chưa bấm. Bấm mật thế nào? Chưa lộ. Chưa lộ vào mật cơ. Chưa lộ luôn. Bây giờ mới ra hết này. Rất tiếc các bác ạ. Lấy lại nhưng mà cũng không thành công. Tổ ong đã tháo hết mật rồi. Theo tình báo của anh Hương thì bây giờ là rút lui. Đất không biết sửa nhau. Không biết sửa là nó sẽ không ở đâu. Nó không sửa, không làm mật. Không làm mật. Không biết sửa. Là người ta không biết sửa nhau. Không biết sửa là nó sẽ không làm. Phải cắt bằng lại. Thôi xuống đi. Thua cái này tao bài keo khác. Không sao đâu. Không thành công. Không thành công. Thế là không được 5 cân không lấy. Không lấy đâu. 5 cân không lấy. Thôi, anh em ta rút đi, xuống cái kia kiếm cái gì thì kiếm tổ khác đi. Anh em hôm nay đi rừng không may mắn các bác ạ. Nhưng mà ở đây nhà của bác đây lại có một cái tổ ong này nó về là từ đầu năm luôn các bác. Từ năm đến giờ mà cắt 2 lần rồi. Ba lần rồi. Lần thứ tư các bác ạ. Thế thử xem có nhiều mật hay không. Ong khoái này là nó không thể thuần hóa các bác nhá. Đây nó về ở đây là hoàn toàn tự nhiên đấy các bác. Nó thích chỗ nào nó ở thôi. Nó thích là nó về thôi. Không ai bắt được nó. Không ai bắt được cái con chúa nó lại để thuần hóa được. Chưa có ai thuần hóa được. Tụi ong nó về nhà thì từ đầu năm đến giờ đấy các bác. Đây. Vết cắt mật đây. Khủng khiếp thật đấy chứ bộ mật đúng không? Ông mật khủng khiếp luôn. Bác xem bổng mật đấy các bác. To như cái xô ấy. Không biết là khô hay ít. Không biết là mật nhiều hay ít thôi nhưng mà cái bổng mật thì rất là khủng rồi. Như gái 18 ấy nhỉ. Ui nhìn khiếp thật. Dự đoán là nhiều nước. Sâu hẳn bên trong luôn đấy nhỉ. Bổng mật nó tràn vào trong luôn các bác. Còn đang ra quét cho thế. Tôi thấy sạch sẽ lắm. Không đi nữa. Còn đang quét là nó sạch sẽ lắm. Những thời gian còn lại. Bây giờ là... Bây giờ là em và anh Dương thì cần lấy cái ống khoái để nhà bác này có là lấy hộ cho các bác nhé. Em chỉ đến đây gọi là giúp bác ấy. Chứ em sẽ không lấy mật với các bác. Thì anh em cũng đi kiếm được mà. Nhà bác này thì có con nhỏ ấy nên là cứ dùng mật để mật cho con nhỏ dùng dần. Lần này là lấy lần thứ ba rồi, lần thứ tư rồi, lần thứ tư đấy các bác. Đấy bây giờ ong tấn công đây này. Vào nhà, đóng cửa đấy, ông xuống. Ở đây
giờ không biết nhà bác này là có một cái gì đấy rất đặc biệt các bác ạ. Ông về rất nhiều. Ông vàng vào đây ở bên kia nữa luôn kìa. Kia cũng có là bên kia cũng có. Nhìn giống kiểu là người nhét vào làm cảnh ấy, nhưng mà ai mà nhét được ông vào đây được nhỉ? Hay nhỉ? Bên kia có luôn nhỉ? Nhà này là nhà lành rồi anh ạ. Đúng rồi. Tổ ông quái nó bảo vệ ông vàng đấy. Rồi rừng mà cũng có thang cái này anh luôn nhỉ? Đúng rồi. Ở đây mới thoải mái chứ. Nhà có điều kiện. Đó, có điều kiện đấy. Mọi thứ được chuẩn bị rất là rõ ràng. Nhà báo này là gần đường Hồ Chí Minh các bác nhá. Ở khe hạ Quân. Quân đã mấy cái xô. Xô có đây anh. Nhà em có tổ ong cái này các bác. Đó là một điều rất là khó. Thì ong này thì nó sẽ kiểu là nó thích là nó về đấy. Nó sẽ không ở lung tung đâu. Nó ở chỗ nào thì nó ở chỗ đấy. Ôi trời, bổ vật. Ôi được nhá. Ôi ôi. Ôi rồi ơi, có ong nó chạy khắp rồi chú ơi. Vào trong luôn này. Lấy phần nửa thôi để lại cho hết nha. Ui rồi ôi. Ú bồng bồng kiểu. Vào trong luôn này. Bồng 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 kiểu thế nhỉ. Cùng nhá. Vào trong luôn này. Ui rồi ôi. Sơn lên tận trên cái keo nha này. Cái cùng nhá. Ôi. Làm thế nào đây? Anh lấy cái bồng mật thôi để lại cho nó để nó làm tiếp đây. Nó to kinh khủng nhỉ. Đấy, chùa hơn. Bồng mật vã luôn. Cái bông mật thế này thì còn hơn cả gái 18 anh chú ạ. Mật từ trong ra ngoài luôn. Giống như con chạch luôn đấy, nó đắp hết cả rổ rồi. Ủa này đây lần thứ tư rồi đâu có phải ít đâu. Cái khủng thật. Trước kia cái vết là tận ngoài kia kìa. Cái khủng lắm. Mặt thế này thì anh lấy cái bông mật của nó thôi. Rồi cái trong mắt con chạch để cho nó đến đây này. Vâng. Để nó làm tiếp ấy. Lấy hai phần cục mật đúng không? Vâng. Lấy hai phần cục mật. Lấy hai phần để nó một phần. Lấy một phần. Xong là nó bỏ đi mất. Ôi. Không biết bác chủ nhà bác mang cái chậu lên để đựng phấn hoa đâu ấy nhỉ? Có để điền lấy cho. Rồi ok. Phấn hoa anh ơi. Nó đẹp luôn. Nó đẹp lắm. Nhưng mà trong này là hơi dính lắm cái rượu gì cả. Trong còn rượu không anh? Ờ, hơi lắm cái rượu tí. Rượu thì đừng cắt. Phấn chấp. Phấn chấp. Phấn chấp. Phấn từ đây này. Vâng. Quá khủng khiếp luôn. Không phải là nó về tự nhiên thế này là may mắn lắm quá. Là chỉ có lấy được một cái là thứ tư đúng không? Và chính là anh vừa lấy hết. Lần nào cũng là điều anh vừa lấy. Trước là được hơn gần 20 cân mật được 3 lần. 3 lần gần 20 cân. 3 lần được 20 cân một lần này không biết là bao nhiêu thì không biết. Lần này không nhầm thì cũng được khoảng 7-8 cân đấy. Tôi sợ hơn đấy, không biết là được hay không, không biết sát. Gần đây khó lắm. Phòng nó tự động, mấy cái camera có thể ủi mặt trái được chưa? Mặt trái đâu? Rớt chưa? Đấy. Thạch phấn. Cắt phấn đi đã. Nó còn phấn đấy, anh ạ, đang còn đấy. Ừ. Cắt, kéo thật thì mới có một nửa có. Ok. Còn một ít đó, ít đó. Ừ. Một ít phấn nữa à? Một ít kéo. Chéo bên ngoài đúng không? Rồi. Rồi hết. Quá đẹp rồi. Cắt mặt thôi rồi đó. Bắt buộc là làm quá nhiều bên trong thì mình phải cắt lấy một nửa cái cục mặt này thì mình phá từ đây phá lên thôi. Phá một tí để lại nhộng cho nó. Sửa đẹp cho nó luôn. Anh phải sửa đẹp lại nhá, không làm nó đi nữa. Đúng. Mặt phết đấy chứ nhỉ? Ừ, nhiều mật lắm. Củ này kinh khủng luôn, ở nhà mà là sao nó khỏe thế nhỉ? Kiểu đó là anh giật là chứ anh cắt anh sửa đẹp ấy. Nó vẫn đúng nào. Với cả tôi nghĩ là nó không chia bầy ấy, mình cắt liên tục nó không chia bầy giống trong tự nhiên. Ừ. Nó không bị lắp mũi chúa ấy. Cái tổ nó bắt đầu có là mình lại cắt, nó lại làm mật. Về 3 năm thì bắt. Hết mùa đông thì nó lại về. Đến mùa đông thì nó lại đi. Nó vào rừng nó trú ẩn, còn cái quần trong nó lại về. Rồi là tránh. Cái này đây tránh rét đúng không? Nó vẫn lần nữa, nó vẫn như thế này. Và nó làm lùi đến tận trong cái cây cột luôn nhỉ? Đúng rồi. Và nó cái mật nào. Nào, chỗ này mấy cân? Này khoảng 8 cân anh ạ.
cần 2 cân này. Nghĩa là cứ một nhát cắt 2 cân à? Cắt mật, cắt mật. 4 cân này. Đấy. 8 cân là cái chắc. 6 cân. Thế là chưa hết được. À, thấy cả yến kìa. Ô, phải cả yến nữa chứ đùa. Ui rồi cục mật nó chảy này quý ơi. Ui giời mật nó đặc. Luôn. Nó đỏ nhờ. Mật này nào bây giờ đặc. Ui giời cục mật. Hả? Ui nặng lắm rồi quý ơi. Lấy tay này nặng. Nặng lắm. Bây giờ biết ai mà đỡ được kìa. Ai đỡ tôi nữa. Nặng lắm. Nặng lắm luôn đấy. Hơi hết yến rồi. Khó đỡ nhờ. Lấy nhanh không mỏi em ạ. Ui giời, thế này là 10 con à? Không rồi, rồi. Ui giời, còn nhiều lắm. Làm sao cắt? Thôi, để lại cho nó ăn được, sao vậy? Không đỡ được. Em đang bê xô mật ở đây các bác. Anh Hương lại cắt tiếp nhưng mà nặng quá. Nặng em, quá, bây giờ em chắc là người bê cái xô này. Nặng không quý? Nặng mà. Con nhớ rồi. Chả biết đây là... Anh cắt tiếp đi. Đúng người máy á. Cắt tiếp nữa. Nhiều thế nhỉ, nặng lắm, tao run tay lắm. Sợ ra rơi đấy nhỉ, rơi mật đấy. Nó nặng lắm, không có cái gì bỏ là khả năng là không cắt hết được đâu. Đang còn tôi bê không được rồi. Bây giờ anh cắt lấy từng miếng để em xách xô cho. Được rồi. Treo dây thế này thì cắt quá ạ. Phòng mật vẫn còn nhiều lắm. Em bị thủng bao tay một phát anh ạ. Anh cũng bị liên tầng tầng nhiều đấy. Có thủng nhiều tay. Ông này nó mạnh hơn ông bầu vẽ đấy. Ừ, nó thủng dễ hơn. Kim nó mềm nhưng nó lại xuyên giỏi. Nó nhọn rồi sao ấy. Này, cục mật mật. Nó chảy đây. Mà đóng khóa thực ra nó rất loãng nhá. Ừ. Cứ cắt thành ống là nó chảy rồi, nên mà không cẩn thận một phát nó chảy bằng sạch. Chảy sạch luôn đấy, nó rơi xuống đất là mà mất luôn mà. Thôi cái cục trên này để lại hớt ngang nữa. Để lại cho nó đi anh ạ. Không, mình cũng lấy nhưng mà mình hớt ngang. Đấy. Bà này. Ông này các bác. Dùng ông mật phết đấy chứ nhỉ. À, chắc là lục anh vẫn là lấy được lần nữa. Ui rồi này. Quý bây giờ chú thua kèo anh rồi. Chú bỏ 8 cân nhá. 10 cân trở lên anh ạ. Trời ơi cái tổ ong. Ui còn nhiều mật lắm, hơn tổ này phải lần này phải mười mấy cân thôi rồi. Mà đang chưa cắt hết đấy chú ạ. Khỏe quá. Khó khó. Tiếp này, cục này khoảng cân hơn cân này. Đấy. Kinh khủng. Vẫn còn cơ. Cục này 5 lạng đi. Vẫn chưa hết à? Thế bao nhiêu cái 2 cân rồi. Vẫn còn. Ui, cục dài lắm, mặc cứng lắm nha. Ừ. Ai, dài lắm. Anh mà xuống anh ạ, không nóng. Ừ, trong bảo hộ nóng lắm. Ui, nhìn nó chảy này. Đấy. Ui, không cần bắt nữa. Ui, trời mật, tiếp thật đấy chứ nhỉ. Kinh khủng luôn. Đầy xô rồi anh ạ, đầy xô rồi. Đầy xô nó có lấy được không? Thế thì lấy được rồi. Trong rừng bỏ lấy 5 cân không lấy, bây giờ mà ra đây lấy một yến sướng chưa? Không được 5 cân đâu lấy, bây giờ ra đây lấy cả yến. Đấy. Đầy xô rồi. Hết chưa? Lấy đang còn đấy, nhưng mà không lấy nữa. Không lấy nữa. Ui rồi còn nạc như con cá thu ấy nhỉ. Đấy, cái cục này này. Đấy. Cục này vào đây đấy con. Còn cái cục ở trong kia kìa. Thôi, nhân đạo tí thì để lại cho nó ít. Vâng, nhân đạo. Đẹp vào được rồi. Ok. Bây giờ lấy cái này được quá. Nhiều rồi, không lấy nữa. Nhiều rồi đấy. Lúc nãy bảo không lấy 5 cân, bây giờ 10 cân không lấy. Đây bây giờ lấy 10 cân thôi này. 10 cân không hết đấy. Được rồi, số thì nhỉ. Ừ, số. Không ngờ là mùa đông có còn nhiều mật thế này các bác ạ. Tổ ong này giờ cũng rất là nhiều lần lấy rồi nhưng mà lần này là được nhiều nhất đấy các bác. Con để cho nó khoảng 2 cân đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân rưỡi cứ để cho nó ăn thì nó làm tiếp. Để nó ăn nó làm, lần sau nó mới khỏe cho mình được. Vâng, lần sau là lấy lần một lần nữa. Thế mà ở nhà mình mà lấy được có được khoảng chục tổ nó về, nó phải nó ở thế này nhỉ? Ừ, đỡ phải đi vào rừng. Đỡ phải đi vào rừng. Khoảng 12 cân. Khoảng 12 cân. Không đoán giả nó non, mang cân đặt lên. À, cân đặt lên luôn. Nó kinh lắm, không lấy cân. Thơm đấy nhỉ? Mật kêu không thơm. Thơm thế.
mật già, mật già. Móm các bạn, này anh em móm. Chủ nhà mở cửa ra thôi nhớ. Thế nào? Đấy. 12, 13 cân, đúng 12 cân mà. 13 cân. 13 cân cả xô thì 12 cân. 12 cân. Đoán không bao giờ sai đâu. Đi đến chừng mãi rồi. Thế là tổ ong này lần này nữa là được 3 yến mật rồi. 3 yến mật rồi. Thế là nhà bác này là có lộc đấy. Đang lộc đó, đúng lộc, là lộc đấy. Lộc mà 3 yến mật thì nó cũng được có chục triệu lần gì nữa. Nhưng mà khổ, nói thật là nhà tôi chưa đây bán được đây. Để dùng dân thì bán. Nhà bác không có thương hiệu về mật. Cho anh em hết chứ mà. Chó thì làm sao mà còn. Cái này mật này nó cũng khác gì mà mật rừng đâu mà. Cái tổ này có ai nuôi nó đâu. Thì không ai nuôi. Nó toàn đi lấy ở trong rừng về. Trong rừng về. Không chạm, không động chạm đấy. Thế là... Không biết là của bán đấy. Nhà bác. Có nghĩa là còn không cả dám quét nền. Cái nền chỗ đấy thế đang còn bẩn lắm. Bây giờ thân sẽ lọc luôn cho nhà bác này các bác ạ. Làm sạch thì không nó hỏng mật. Nó dính những con dài thì nó sẽ bị chua mật đấy các bác. Lọc sạch hết. Thì bác phải gắp hết con dài. Gắp hết con dài ra ngoài. Cái tổ phải làm hết trong từng mít. Vâng, phải làm hết, không không là vắt trứng con nhộng con già là nó hỏng mật đấy. Con nhà rồi, cái con nhộng non cho ỉ lọc hết ra cho. Mật ong vẫn đậy bầu đấy hết rồi. Nó hiền rồi mà không sao đâu. Có thời gian rảnh là em sẽ đi cùng với vợ chồng anh Hương các bác ạ. Em sẽ đi cùng quay video. Nếu mà em không có thời gian thì vợ chồng anh Hương sẽ quay và em sẽ đăng trên kênh. Và anh em cũng đang phối hợp với nhau để làm các bác ạ. Vì là cũng có một cái niềm đam mê cùng nhau làm YouTube đấy các bác. Tí nữa lên làm những mật nuốt luôn cho sướng nhỉ. Chú phải ăn trước đi sao nói... Em không ngại đâu, em chưa được cá cốc. Vâng, anh không lấy được cá, anh chưa được cho nó ngọt giọng ấy. Đây cá cốc mà. Đây cá cốc luôn. Nhìn thì nó sợ đúng không? Đợt cá ấy. Sóc cá, sóc cá. Sóc cá là thua. Quý mà ăn mật thì thua, không ai ăn lại luôn. Có lẽ là em cũng xin kết thúc video này luôn các bác nhé. Chào các bác nha. Tạm biệt các bác. Bye bye, hẹn gặp lại. Cục đấy hay cục kia, có cục cùng cảm giác. Bành bành cây cho tóc này nó sẽ nào. Đấy.